Thằng này không học bài thì có dùng 3 cây xúc xích để cầu xin vượt qua kỳ thi. Thằng ở trên cũng không học bài, đang dùng chất dịch trong sách truyền vào não để ghi nhớ. Thằng này thì đang rửa mặt bằng những con chữ để hấp thụ vào não nhưng cũng không học bài. Mình cũng vậy, mình vái lại online để mong vượt qua được kỳ thi này.